Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em tụt lên cho anh em một clip gồm 12 cần câu nha anh em. 12 cây này là 12 cây cần he chi. Hàng chiên cho anh em đánh cá cảm giác câu tôm, câu trên bè, ghe, thuyền. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chính thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem lên cái thứ nhất trong người tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần của Ryobi. Đó. Nói chung thì trong clip thì cần xứ sát thì em nói xứ sát. Đây. Tem sức nội địa Nhật đầy đủ nha anh em. Đó, cây này hàng của Korea, tem sức nội địa Nhật. Đây xứ sát. Đó. Nói chung này phần này nó giờ cái bát nằm dưới đây nè. Đó, giờ người ta giờ lên tới đây. Đây, em đi kèo lại đây. Đó. Nói chung thì cần không bể dập vậy cho anh em. Cần sau thì nó vậy, cán mái chèo. Đọt ở trên thì khá ok, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Đọt ở trên thì có một phen em đi keo lại, đây phen này. Nó cần đi keo lại thì nó đi keo lại thôi. Một phen một nha anh em, nó xúc chỉ thì đi keo, đọt rồi đọt nguyên zin. Cây này có chiều dài là 2m4, độ cứng là 30, nặng là 180g, đọt là 1,8, độ cứng là 50 nha anh em, độ cứng 50, nặng 180g, dài 2m4. Cây này chiên cho anh em câu cha, đánh trên bè, đó. Câu hanh, câu cháp. Phen nó rất là dày nha anh em, chịu lực tải của cây cần nó chia rất là đều ra, đó. Dàn phan này anh em có thể thấy. Đây, test độ cong, đó. Có thể công hình chữ C nha anh em. Độ cứng tầm 50, phen là phen Fuji. Fuji lỗi xám nha. Rồi, giá công khai cây này xuất sắc, giá công khai 450k cộng ship. Nói chung thì anh em về không quan trọng ngoại hình, lấy cây này về câu hanh, câu chắp, câu trên bè, thiền rất là ok nha. Cây này đánh tôm cũng rất là phê. Đọt rất là nặng nha anh em. Đó. Cứng tầm 50. Rồi, cây thứ nhất giá 450k. Thì tiếp theo sẽ là cây số 2 nha anh em. Cây số 2 là một cây cần của Olympic, thương hiệu Rony Nhật. Đây. Cây này thì carbon 2 da, sẵn nở quăng. Đó, anh em có thể thấy. Bát là bát Pussy, da Ben. Phen là phen Fuji, lỗi xám. Này mới thấy nó sắn cuồn cuộn luôn, nó sắn như con rắn. Đọt là đọt tháp nha anh em. Tất cả 100% hay chi đọt tháp hết. Đó, sắn nè thấy không. Cây này nói chung thì nó cũng vẫn có xuất sắc ở thời gian. Đây. Đó, không thể tránh khỏi nha anh em. Cây này thì dài 2m1, 2 đọt, 1 đọt 1.4 và 1 đọt 1.5. Đọt ly tư cứng 15, một đọt cứng 30 nha anh em. Đây, đọt này cứng 15. Anh em có thể thấy nó cong được hình chữ C luôn á. Đó. Đọt này cứng 30, hai đọt. Cái này thì đủ thước đủ tắc nha anh em, không mắc không hụt gì hết. Có một phen em đi chỉ lại đây, cái này. Phen này em đi chỉ lại đó nha anh em. Đó, phen nào em đi lại thì em nói. Chỉ một phen duy nhất thôi. Nói chung thì nó bị chốc keo thì em đi lại thôi. Tất cả phần còn lại đều ok, nguyên zin. Rất là đẹp nha anh em. Cây 2m1. Giá là 850k nha anh em. Đó. Đây, chỗ thọt vô cũng rất là chắc nha anh em. Đây. Đó. Làm luôn cái bao chụp của đầu này lại luôn. Đó. Rất là chắc nha anh em. Đây. Rồi, cây số 2 giá 850k. Cho nên anh em đánh hành chi nha. Câu tôm. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 là một cây cần đây qua, hàng thương hiệu đây qua. Nói chung thì cây này ngoại hình thì xuất sắc theo thời gian.
nhưng phôi nó rất là chắc nha anh em. Đây bát là bát đai hoa, phen là phen fuji đá xám, chất liệu là carbon sắn hai da. Khỏi bàn về chất liệu cái này, khỏi qua bàn. Phen thì em có địa chỉ là một số phen, em sau cho anh em xem. Đây phen hai, phen này em địa chỉ là ba phen đó, em sẽ địa chỉ là một số phen. Nói chung là phen nào địa chỉ là nó em địa chỉ lại thôi đó, phen này em địa chỉ lại luôn nè. Cây này thì chuyên nhân câu tôm, săn chép, câu hành, câu cháp. Cây này chiều dài thực nó 1m8 nhưng nó đã mắc đọt rồi. Chiều dài em đo bằng thước nó là 1m75. Một đọt 1 ly, 1 ly, độ cứng tầm 10 đến 15. Một đọt. Một đọt 1 ly 3, độ cứng tầm 20 nha anh em. Để test độ cứng hai cây đọt anh em xem. Độ này cứng tầm 20. Đọt này cứng 15 nha anh em. Đó. Công lại luôn. Đây, test đọt cho anh em xem. Mấy cây này sắp đi câu tôm này còn gì bằng nữa nè. Phen Fuji nha. Rồi giá công khai cho cây hai đọt này là 550k. Đó, anh em câu trên bè đánh giết, đánh chép, đánh hành thì ok, câu hành chi. Rồi giá cây số 3 550k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây đai hoa hàng carbon hai da. Cây này vẫn là một cây thiếu mét nha anh em. Đó, cây nào thiếu em bao thiếu. Nói chung thì ngoại hình cây này đỡ cây kia một tí, nhưng mà cây này một đọt. Carbon vẫn là carbon sắn hai da. Hàng Taiwan xuất Nhật. Đó. Đây. Hàng Taiwan xuất Nhật. Tem đầy đủ nha anh em. Đó, đây carbon sắn hai da, cái này mới mẻ tí. Phen này em đi chỉ lại. Đó. Tất cả còn lại là hàng nguyên zin. Đọt là đọt thấp. Phen này phen Fuji nha anh em. Cái này em đo chiều dài thực sự của nó là 1m95, nặng 100g. Đó. Độ cứng nó là từ 10 đến 15 nha anh em. Đọt là 1 ly 2. Độ cứng này mà đánh tôm là phê luôn á. Em test độ cứng cho nè xem. Kéo xuống. Nha, công thể công hình chữ C luôn. Rồi, cây số 4. Giá công khai là 500k anh em. Cây số 4 giá công khai 500k. Một cây cần đầy qua. Phôi nó đẹp á. Cây này đẹp. Nói chung chỉ thiếu mét thôi. Thiếu mét với có một phen đi chỉ lại. Anh em đánh tôm, đánh hành, đánh cháp thì lấy cái này đánh ok. Đẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là cây cần của Tika. Cần này dài 1m8, cứng 50. Cứng cần dài 1m8, cứng 15. Cần này nguyên zin, nguyên kiện. Bát là bát hãng, phen cũng là phen hãng luôn. Đó. Cái này được cái là ngoại hình đẹp. Mã code đầy đủ nha anh em. Đó. Cái này hàng China xuất Nhật nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon. Đây, phen nó được địa chỉ khá đẹp đây. Hàng nguyên zin, nguyên kiện. Cây này nặng 110g. Đọt 1 ly 1, đọt 1 ly, cứng 15. Giá là 450k. Đây, em test đọt cho anh em xem. Đè lại luôn. Nói chung thì đọt này công hình chữ C được luôn. Anh em đánh tôm, đánh giết. Anh em câu tôm nè, câu trên bè thiền, câu hành, câu cháp, lấy mấy cây này đánh bao phê. Phê nha anh em. Rồi cây số 5.
giá là 450k. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần của Tika. Đó. Hàng vẫn là hàng China xuất nội địa Nhật. Cây này được cái là phôi nó dày hơn, sắn xịn sò luôn. Anh em, cây cần sắn từ gốc đến ngọn nha. Bắt là bắt thẳng. Cây này được cái là phen Fuxi nha anh em, phen Fuxi. Đầu bu Fuxi chống sắn. Đó. Hàng này nguyên zin, nguyên kiện, không độ chế gì hết. Tem sức nợ địa Nhật đầy đủ, mã code đầy đủ. Cây này nặng là 160g. Độc 1 ly 6, độ cứng là 30, dài 1m8. Cây này anh em đánh trên bè câu cha cũng ok, câu cha, câu chim, câu mè, câu tôm, nói chung là loại này đa phần những cây hanh chi này cho anh em câu trên bè ghe. Đó, ngoại hình cây này đẹp anh em, sẵn gân guốc từ gốc đến ngọn. Đó, test độ cong luôn nè. Rồi, cây số 6 giá 600k nha anh em. Qua đây. Tiếp theo sẽ một cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây Tika. Đó, hàng xuất nội địa Nhật. Cây này thì vẫn có sắn từ gốc tính ngọn nha anh em. Phen là phen Fuji. Đây đầu bu Fuji chống sắn đây. Cái đầu bu này anh em mua thị trường là tầm khoảng 100 mấy 200 ngàn này. Phen này, bu này đi theo cần luôn. Phen là phen Fuji anh em, nguyên bộ, không độ chế. Đây, nó có xuất sắc một ít nha. Cần sắn từ gốc đến ngọn anh em. Bát là bát thẳng, cần cán ba khúc đời cao. Đó, rất là đẹp nha anh em. Nói chung là cây này carbon sắn đẹp. Cây này nặng 160g, độc 1 ly 8, độ cứng là 30, dài 2m1. Cây này thích hợp cho anh em câu trên bè, thuyền ghe, câu cha. Đó, anh tép độ cong cho anh em xem luôn á. Cong hình chữ C luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 700k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của Mamiya, hàng China xuất nội địa Nhật. Đó, Mamiya China, tem xuất nội địa Nhật đầy đủ. Cây này ngoại hình mới mẻ, sạch sẽ, cán mái chèo, gỗ. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Cây này dài 2m1, cứng 10. Hàng nguyên zin, nguyên kiện. Bộ nó đây. Đó. Phen là phen Fuji nha anh em. Rồi, cây số 8. Dạ. Cây số 8 nặng 120g, 2m1, cứng 10, độc 1 ly 1. Đây, test độc cho anh em xem luôn, cứng 10. Độ cứng này thì anh em câu tôm là ba cháy rồi. Câu tôm, câu chanh bè, câu hanh, câu chép. Nói chung là loại này đánh cảm giác không á. Giá cây số 8, 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Một cây cần cho anh em đến lăn xe nha anh em. Nói chung này cây này em không biết hãng gì luôn. Em chỉ biết nó là cần carbon, phen thường, bát thường. Phen thường, phen sướng nha anh em. Hàng carbon, đây, sắn tới ngọn luôn nha anh em. Đó, ngoại hình cây này thì khá ok, không xước xác gì nhiều hết. Đó, đồ sắn đây. Cây này thì chiên nhanh, nó lăn xê rồi. Anh em thích lăn, lăn xê, thích nhỏ gọn. Cây này dài 2m4. Đó, dài 2m4 mà 3 khúc thì rất là vừa nha anh em, rất là ngắn. Em ở đây, đó.
Cái này đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ thị trường nội địa Nhật. Em đảm bảo luôn, hàng carbon, phen thường, bát thường. Cái này nặng 250 g, dài 1 và 2,4 m, đọt 2 ly, độ cứng tầm 50 nha anh em. Độ cứng tầm 50, giá là 600k, cây số 9. Nói chung là cây này đẹp, cây này anh em đánh lăn xê câu cha đều ok. Đó. Hàng không lỗi. Hàng lỗi thì em nói lỗi. Hàng lỗi cho nào anh nói lỗi cho đó. Tiếp theo là một cây cần nội địa nha anh em. Một cây cần của Nissin dài 2,1 m, đọt được gốc đây, gốc nó làm khá là đẹp nha. Đó. Hàng nội địa có khác. Hàng carbon. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, bát kẹp. Cây này dài 2,1 m, hàng Nissin, nội địa Nhật. Nói chung là cây này ngoại hình khá ok, chỉ có xước sát chóc keo trên đây một tí thôi. Ở đây nữa nè, đó. Rồi, giá công khai cây này luôn nha mọi người. Giá công khai cây là 750k. Một cây Nissin nội địa Nhật dài 2,1 m. Đây, test độ cong cho nó luôn nè. Cây này thông số sẽ là nặng 130 g, đọt 1 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 10 15. Giá là 750k nha anh em. Nissin nội địa Nhật. Đó. Khá là nhúng nha. Cây này thì em đi keo lại phen phen nào trời? Em thêm cái này em có đi kêu lại đã thấy phen này. Phen này chứ, cái này em đi kêu lại phen này nha anh em. Đó đó, cần em đi kêu lại, em nói đi kêu lại thôi. Rồi cây số 10 giá 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 là một cây cần của Luwin. Hàng này hàng carbon sắn chìm. Sắn cuồn cuộn. Cây này đọt tháp nha anh em. Cây này hàng không được nguyên zin. Hàng cây này dài 1,78 m thôi. Đọt nó bị mắc. Mắc robot nha. Em đi kêu lại. Đó. Cây này 1,78 m. Nặng 90 g và 1 ly, đọt 1 ly 1, cứng ra tầm khoảng 10 15, giá 450k. Cái này về đánh tôm bá cháy. Đó, test độ cong nè, nó độ cong này thì đánh tôm còn gì bằng nữa. Câu tôm, câu trên bè ghe. Đọt rất là nhiều nha anh em. Cái này không được nguyên zin nha. Đó, gãy bu. Rồi, cái số 11 giá 450k. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 12 nha anh em. Cây số 12 là một cây cần Ryobi. Đó, cây này dài 2,1 m. Phen Fuji, bát Fuji. Khá đẹp nha anh em. Cây này thì dàn phen nó khá là ok á. Phen Fuji đá xám nha. Bát Fuji. Cây này dài 21, nặng 170 g, đọt 1 ly 1, cứng 30, giá là 650k. Đó, đây là test độ cong của cây cần cho anh em xem. Cây này thì em có đi keo lại phen này. Đó, một phen duy nhất. Đó, cây nào em đi keo lại, em nói đi keo lại. Đa phần những cây hanh chi á, phen người ta làm nó rất là dày nè anh em, thấy không? Đó, vì để cho lực tải cây cần á, nó chịu đều hết luôn. Chịu đều hết cây cần luôn, đánh rất là cảm giác nha anh em. Cây này chất liệu carbon nha, giá công khai 650k. Rồi, đó là tổng cộng 12 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại giúp em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.